Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay em lên sóng xe CB650R nha anh em. Đăng ký lần đầu là tháng 6 năm 2021 nha. Xe này năm ngoái mua là chín dịch luôn á. Một chủ cà vạt nha anh em. Rồi em quay tổng thể xe anh em nha, xe đẹp cực kỳ luôn. Cực kỳ mới, như một cái xe mới vậy đó. Nhìn cổ bô nè. Đó, em quay tổng thể cho anh em xem ha. Dàn sơn bóng loáng. Bóng người là bóng luôn. Như gương vậy đó. Xe biển số Sài Gòn nha mọi người. Biển số cũng dễ nhìn lắm. Không có số xấu nha. Tem thông số là còn đầy đủ luôn nè. Xe như mới vậy đó. Trong xanh dĩa nè. Biển số 59A3 nha anh em. Rồi em nổ máy anh em nghe thử nha. À quên nữa, odo nha. Odo xe là 4.065 km nè. Hôm qua em lấy về là 4.000. Chạy từ hãng chắc về xong là em chạy được mấy chục cây đi vòng vòng tép. Xe là gắn bô-zin nha. Đó, em nổ máy anh em nghe thử nha. Máy móc em ru nha anh em. Xe mới thay nhớt lúc 3.500 cây. Thay nhớt lúc 3.500 cây nha. Nên bây giờ về là mình chỉ đổ xăng mà chạy thôi. Trước xe là đẹp 90 mấy % luôn á. Em quay nè. Mới tinh chưa đụng chạm gì nha. Ốc ác đồ mới lắm, bao tay nè. Gù nè. Đĩa thẳng băng luôn nha anh em. Không một vết xước vô luôn nha. Không có lún gì hết á, không băng cái đĩa. Nè. Còn chỉ đỏ luôn nè. Rồi giá em bán hôm nay là 200 mấy chục triệu thôi nha. Anh em cần thì cứ alo cho em, có giá tốt cho anh em nhanh lẹ luôn. 200 mấy chục triệu. Ký mua bán. Đó, sang tên thoải mái toàn quốc nha anh em. Rồi số điện thoại của em là 0933 688 219. Xem xe ở quận 11 nha. Rồi em cảm ơn anh em nha. Bye bye anh em nha. Dạ.